Trong không khí kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tối 21 tháng 6, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 6 đã được tổ chức trọng thể tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Báo chí Quốc gia nhấn mạnh, lịch sử 87 năm vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự dìu dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự ủng hộ tin cậy, đùm bọc, chở che của nhân dân đã ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ những người làm báo cách mạng. Giải báo chí quốc gia là một trong những hoạt động quy mô toàn quốc tôn vinh các tác giả tác phẩm báo chí xuất sắc nhất của năm, động viên khuyến khích các nhà báo tiếp tục phấn đấu, nâng cao chất lượng thông tin, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Năm nay, giải báo chí đã thu hút số lượng tác phẩm tác giả và số đơn vị báo chí tham dự cao so với nhiều năm. Có gần 1.300 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả được tuyển chọn từ 55 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 62 liên chi hội trực thuộc và cơ quan báo chí trung ương. Trong số 153 tác phẩm vào chung khảo, hội đồng giải đã lựa chọn được 95 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Các tác phẩm dự giải và đoạt giải là bức tranh phản chiếu đầy đủ, khách quan, tình hình đất nước trong năm 2011, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội 11. Một số tác phẩm có chất lượng cao trong thể hiện chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều tác phẩm phản ánh, điều tra sâu các vụ việc tiêu cực, thể hiện thái độ chống quan liêu, lãng phí, tham nhũng một cách mạnh mẽ. Các nhà báo dùng ngòi bút sắc sảo của mình đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, phá hoại của các thế lực phản động. Mạnh mẽ vào cuộc trong cuộc đấu tranh bảo vệ môi trường, đặc biệt là bảo vệ chủ quyền biển đảo. Buổi lễ đã vinh danh 2 giải A, 23 giải B, 39 giải C và 31 giải khuyến khích. 2 giải A được trao cho thể loại phát thanh truyền hình gồm tác phẩm Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa nhìn từ công pháp quốc tế của nhóm tác giả Thùy Vân, Thu Lan, Lê Phúc, Lê Bình, Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam và Tượng đài Bắc Hồ giữa thủ đô nước Nga của nhóm tác giả Trần Cẩm, Duy Nghĩa, Lê Thắng, Việt Anh, Đài truyền hình Việt Nam. Điều đáng chú ý là rất nhiều tác phẩm về chủ đề biển đảo đã đoạt giải cao trong cuộc thi năm nay. Ngoài tác phẩm Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa nhìn từ công pháp quốc tế đoạt giải A, có thể kể đến những tác phẩm đoạt giải B và C với nhiều dấu ấn như Tuyến bài về bản đồ Hoàng Sa Trường Sa của tác giả Đỗ Văn Hùng, liên chi hội nhà báo Báo Thanh Niên, Công trình tập thể báo Tuổi trẻ góp đá xây Trường Sa của nhóm tác giả báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh, Vươn ra biển xa để làm giàu làm chủ của nhóm tác giả Đào Ngọc Dũng, Ánh Tuyết, liên chi hội nhà báo Báo Nhân dân. Tại buổi lễ, khán giả đã được giao lưu với các tác giả đoạt giải cao để hiểu hơn về quá trình hình thành tác phẩm, nội dung của tác phẩm. Đặc biệt, khán giả được giao lưu với nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, người được trao giải B với tác phẩm Cần có trái tim nóng và cái đầu lạnh. Chia sẻ những suy nghĩ về tác phẩm, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho rằng, người làm báo cần luôn giữ được trái tim nóng và cái đầu lạnh. Trái tim nóng là trái tim biết yêu cái dân ưa và ghét cái dân kỵ. Cái đầu lạnh là tư tưởng viết cái lợi cho dân cho nước, không viết cái hại cho nước, cho dân. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương những thành quả đã đạt được của giới báo chí và gửi lời chúc mừng tới các nhà báo nhân kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chúc mừng các nhà báo phóng viên đã đoạt giải. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, lễ trao giải báo chí quốc gia là dịp để chúng ta thêm tự hào về báo chí Việt Nam. Mỗi tác phẩm tham gia và đoạt giải đều là những công trình, những tấm lòng, trí tuệ và bản lĩnh của anh chị em làm báo. Nhân dân tôn vinh, đồng thời cũng giao những trọng trách lớn lao cho những người cầm bút để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn các thế hệ làm báo hiện nay tiếp tục tìm tòi, không ngừng nỗ lực và cống hiến để có nhiều bài viết hay, sinh động, khai thác và phát huy được hết những nét đẹp văn hóa truyền thống, sức mạnh dân tộc với bề dày lịch sử dựng nước, giữ nước từ các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới đất nước hôm nay. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng khẳng định sâu sắc rằng để đẩy lùi cái xấu của một luồng tư tưởng đi ngược với trào lưu phát triển, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân và đất nước, 17.000 phóng viên và những người làm báo cách mạng hiện nay cần rèn luyện cho được bản lĩnh Việt Nam, tấm lòng Việt Nam, trí tuệ Việt Nam.
Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế này, báo chí cách mạng Việt Nam dứt khoát phải trở thành lực lượng báo chí ngày càng chuyên nghiệp hơn, tấm lòng trong sáng, ngòi bút sắc mạnh, tư tưởng kiên định và vững vàng.